Chị muốn bơm hả? Đừng có ăn cướp mà còn la làng à ngang. Tôi không biết anh là ai, không có làm gì sai mới nó năng một hai câu mà anh ăn nó không lọt tai. Hay muốn ăn bạc tai, tôi có đặt gì ai đâu ta. Bây giờ tao không nhìn nữa nha, cái con quỷ trong nhà không hồn mau đi ra. Mày biết tao đã đi bao xa để giao hàng tới đây cho mày không vậy hả? Tôi không quan tâm anh đi bao lâu, đi bao xa, đi từ nơi đâu thì về ngay luôn đi nha. Đồ anh giao tôi có đặt đi giờ lại không muốn lấy. Tại vì sao tao bán mặt của anh đắm tài không muốn thấy. Đủ đương nhiên dù dụng nó năng ca chớn. Tôi bị khùng đụng phải ai chứ đụng phải bà để chắc là lỗ tai lùng bùng. Bà không muốn nhiều lời nhưng mày thích đủ nào hơn đủ mời thì biến nhanh ngay đi cho đẹp trời. Chế chế em sẽ báo tin buồn, gọi điện mà nó không nghe máy. Tội cha mấy cái đứa dịch dặt đặt sang mồm rồi lại đi bom. Bây giờ chị lên Facebook còn em gọi cái phần Zalo. Lâm liên không lẽ từ sáng tới chiều mà nó ở trong nhà không đi ra đi vô. Hôm qua nhắn tin chốt đơn cũng là chính mày hỏi tao vào nhanh nhanh. Hôm nay shipper đứng đợi hết cả buổi trời, hết luôn cái sân xanh. Áo vẫn máng thầy xào, khách khứa chẳng có là bao. Đứa nào nó cũng chơi lầy bom hàng như mày, tao biết phải làm sao. Thôi nói qua đi, nhà chẳng còn cái gì, phải lép cái mông về ra ngoài mua mì. Chị ơi, chị ơi, cái đứa bơm hàng nó ở đây nè. Chị tới lẹ nha, không ơi, nó chạy á, nó chạy mất tiêu á. Ok, chị tới liền. 5 minutes later. Chị ơi, đơn hàng mới nó bị bơm nữa rồi. Chà, nó bơm hàng tao hoài ta.